Dạ con xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chào mừng quý cô chú quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì con cũng mời quý chú mình ra vườn của bác Năm. Ghé vườn bác Năm mình giao lưu ha. Hôm nay bác Năm giới thiệu đến quý cô chú cũng khá là nhiều cây độc đáo ha cô chú để mình lựa chọn. Con thấy có nguyên lô khế gân nè, rồi bông trang nè. Rồi tùng nữa, rồi mai chú thủy ha. Thì thôi để chi tiết hơn mời quý chú gặp lại bác Năm sẽ giới thiệu cho mình giao lưu. Dạ, con chào bác Năm. Bác Năm ơi. Chào chú Khánh. Hôm nay Năm Hiền cũng mến chào quý cô chú anh chị trên mọi miền đất nước ha. Hôm nay tại mà địa điểm khu vực Thế Hòa, phường Thế An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Năm Hiền có giao lưu cùng cô chú anh chị một số cây kiểng ha. Hay cũng mong cô chú anh chị ủng hộ dùm cho Năm Hiền ha, qua số điện thoại là 0939 790 8859 ha. Dạ. À, bước đầu tiên là vô cây số 1 nha. Đây là cây số 1, cây dòng chú thủy Trung Nu ha. Ủa. Đây, chú Dạ, thủy Trung Nu, Trung cây Nu. Trung Nu. Cây này thì nó một bụi nó ba thân nha. Dạ. À, cây số 1, một bụi ba thân. Đấy. Rồi, mình mình quay không ngoài trời nắng của chú rồi, để ngoài mà nắng coi luôn cô nào chú chỗ anh chị ơi, nào nắng quá rồi. không rõ thì liên hệ bác Rồi. Năm giúp con. Chiều cao nó 59 nha. Dạ. Tán rộng là nó 54. Dạ. Đây, mình quay một mình đo một cây làm tham khảo ha. 10 ha. Rồi cây này cây số 1 này Năm Hiền chỉ giao lưu là có giá là 400.000 bao ship toàn quốc nha. À, 400.000 thôi nha. À, 400 bán năm ha. cây thần chảo hết nha cô chú anh chị mình ha. Dạ. 400.000 ha. Rồi. Rồi, tiếp tục. À, tiếp tục là cây số 2 ha, cũng dòng chú thủy Trung Nu luôn nha. À, cây này một cốt, hai thân nha, cây số 2. À, dáng thế thì nó cũng tai chi nó cũng đều hết ha cô chú anh chị mình ha. Dạ. Đây là cây số 2. Số 2. Rồi, chiều cao vị trí này là nó 59 nha. Tán ngang như thế này là cũng 59 luôn hả cô chú anh chị mình ha. Đây, nó có cái thân thế nó như thế này ha. Cũng có nu lay ray ha. Cây cũng già cây. Dạ, rồi. Cái này đo một thân thôi. Rồi vị trí 10. này nó cũng 10, 10, 13 ha, một cây một thân là 13 ha. Rồi cây này cũng cũng có cái giá là 450 ngàn ha, cũng bọc xếp toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. À, Dạ. 450 ngàn ha. Rồi, tiếp tiếp con luôn. Tiếp tục là cây số 2 ha. Ờ, cây số 3 nha. Đó, một cây này cái dáng phong hơi cao ha cô chú anh chị mình ha, cây to nha. Đấy. Số 3, cây một số cốt 3 ha, cây một to cốt. chưa? Đó, đây thông số của chiều cao nữa nha. Chiều cao vị trí này là nó 79 nha. Dạ. Tán rộng như thế này là nó 63. Đó. Đây. Nu rất Dạ. nhiều hả cô chú anh chị mình ha. Rồi hoành thân. Hoành thân vị trí này là nó 23 nha. Đây 23 đúng luôn ha. Cây thần chậu hết nha cô chú anh chị mình ha. Cây này Năm Hiền giao lưu chỉ có 650 ngàn thôi nha. Bao ship toàn quốc nha. Cho cây số 3. Dạ. Rồi, đổi giúp con luôn. Rồi, ship chậu mình bỏ bầu thôi hả cô chú anh chị mình nha. Bị chậu xi măng nha. Tiếp tục là cây số 4 nha. Đó, cây này là cây mẫu tử nha. Đó, một bệ nó hai thân. Đấy. Cây số 4. Dạ, dáng mẫu tử ha. À, dáng mẫu tử ha. Rồi chiều cao vị trí này là nó 70 nha. Tán rộng như thế này là nó 62. Đó. Dạ. Rồi mình đo một cây làm đại diện hết cô chú anh chị mình ha. Cây này vị trí nó là 16 nha. Đó, 16. Rồi cây này cây số 4 này cũng có giá là 500 ngàn nha, bao ship toàn quốc nha. Toàn là dạ. cây thần chậu hết nha cô chú anh chị mình ha. 500 ngàn thôi. 500. Dạ. Rồi tiếp tục là một cây chú số 5 ha, cây chú thủy ha. To bự nha cô chú anh chị mình ha. Cây này lớn nha. Đấy. Dòng chú thủy Trung Nu nha. Đây. Dạ. Rồi chiều cao vị trí này là nó 64 nha. Tán ngang như thế này là cũng 63. Đó. Đây. Nói chung là cây này cũng tai chi cũng ấm hết hả cô chú anh chị mình ha. Đó, Quỳnh Thân này ha. Quỳnh Thân vị trí này là nó 26 nha. 26. Dạ rồi. Rồi cây này chỉ có giá là 800 ngàn thôi anh, bao ship toàn quốc nha. À, cây này 800 ngàn hả cô chú anh chị mình ha. Cây số 5 nha. Còn là dạ. những cây thần chậu như thế này, hình này hết hả cô chú anh chị mình, để mình dỡ lên nha cô chú anh chị mình xem tham khảo nha. Đây, nó gì đó ha. Chúng chú thấy có này. Vậy đó. Rồi, đổi cây. Dạ rồi. Tiếp tục là cây số 6. Số 6. À, cây số 6. À, cũng dòng chú thủy Trung Nu luôn hả cô chú anh chị mình ha. Cây này nó dáng nghiêng nghiêng nha. Đây. Dạ, nghiêng nghiêng bye bye. À, nghiêng nghiêng bye bye vậy ha. Đấy. Rồi. Rồi chiều cao vị trí này là nó 53 nha. Tán ngang như thế này là nó được 60. Đó, cây cũng ấm tàn hết hả cô chú anh chị mình ha. Đấy, nu rất nhiều luôn nha. Đây.
Bình thân đi ha. Bình thân của vị trí này là nó 23 nha, 23 mình tính 22 thôi nha. Dạ. Yeah. Rồi cây này là cây số 6 mình cũng có giá là 650.000 thôi ha, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Dạ, 650. À, tiếp tục là cây số 7. Rồi, cây số 7 là một cây khế. Một cây khế ha, một cụm khế rất là lực ha cô chú anh chị mình ha. Này là loại khế gân nha. Cây này nó cũng thần chậu ha cô chú anh chị mình ha. Nếu cô chú anh chị mình có chốt thì mình sẽ rút bầu ra nha, mình quấn bầu nghe cô chú anh chị mình ha. Đây mình giới thiệu sơ những cái cây này không phải là một khối đặc đâu cô chú anh chị, mình đã ghép một hai bo vào đây ngang đây. Mình chỉ đâu đó rõ ràng nha. Ghép thành cho một khối đặc ha. Bên này cũng có ăn cái nữa. Thế đây. Nó gồm có nhiều cây ghép lại ha. Đó, nó thành một khối đặc như thế này ha. Mình chỉ trước một cho cô chú anh chị mình xem nha. Đó. Đây thông số chiều cao nữa ha. Mình có thể cắt lùng lực lại. Dạ. Rồi chiều cao vị trí này là 80 nha. Tán dài như thế này là nó tới 100 lần. Dạ. Thì cây này mình ghép lại cô chú anh chị mình có thể về mình vô dây mình chỉnh sửa lại nha. Đó. Mình đo nguyên cái cụm đặc như thế này đi nha. Đây là một cụm đặc như thế này hay cô chú anh chị mình đo trên này ngang là nó 75 ha. Đó, dạ. 75. Được. Nguyên một bể đá đặc nha. Đó, để mình đo một cây đại diện ở bìa đi. Cô chú anh chị mình tham khảo ha cho nó dễ. Đây, cái bìa nhỏ thôi. Rồi, một cây nhỏ như thế này là nó 13 ha. À, cây số 7 này có giá là 3.200.000 bao ship toàn quốc ha. À, 3.200.000 cho một cây khế gân khế chua hay cô chú anh chị mình ha. Lấy mặt này mặt tiền nữa. Dạ đúng rồi đó. Mặt tiền. Đó. Rồi. Dạ. 3.200 bán này. Dạ, 3.200.000 ha. Dạ. Rồi, tiếp tục luôn. À. Tiếp tục là cây số 8 ha. Cây dòng khế gân nha cô chú anh chị mình ha. Khế gân luôn. Cái cây này nó có hơi cái dáng rộng chữ C bay rất khéo hả cô chú anh chị mình ha. Dạ. Đó. Dòng khế gân. Đó. Đế rất đẹp nha. Đó. Hình thông số chiều cao. Cái rộng này mà có trái treo lủng lẳng đúng không chú ơi. Rồi, mình đo gì thấp dưới đây tại vì vị trí này là nó 52 thôi ha. Mình đo thấp thôi hả cô chú anh chị mình ha. Cái rộng chiều bay ra như thế này nó cũng 52 luôn nha. Ở cây này nào toàn là cây mình đã dâm nó sẵn hết cô chú anh chị mình chứ không phải là cây mới bứng nha. Đó, rễ mà lên rất nhiều luôn. Dạ. Đó, cái dòng này mình đã dâm rồi. Đó, rễ mình cô chú anh chị mình nhìn tham khảo đi ha. Đó, cây khế gân đế rất đều đế nha. Đó. Rồi đo dòng thân ở đây đi ha, trên này đi. Trên này là vị trí này nó 30 nha. Còn chạc xuống đây một chút xíu nó thì đặt cái này thì nó được 38 ha. Dạ. Đó. Rồi cái cây số 8 này cũng có giá là 1.200.000 ha, mình cũng bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Cây này rất nặng nha cô chú anh chị mình ha, mình vô thùng 16 là rất nặng. Dạ. Không dạ. Có một lỗi gì trơn bao năm ha. À, không, cây này là cây nguyên si không à. Đây. Rồi cây này cũng rộng giống cây dạ, kia nữa cô chú nha. Đây. Rồi cây này là cây số 9 nha. À, củ đế rất là lực lượng ha cô chú anh chị mình nha. Công đây. Hơn luôn, công hơn luôn. À, cây này rất quái. Rất là quái cô chú ơi. Đây. Mình dâm nó ra rễ như thế này nè cô chú anh chị. Đó. Rồi cây số 9. Mình mua về mình có chơi chim với cô chú, mình treo lồng chim ấy. Rồi, chiều cao vị trí này là nó 87 ha. Dáng rất là đẹp. Tán ba như thế này là nó 80. Đây. Đó. Cái này bị về bư củ đế ra thêm nữa ha. Đó. Rất đẹp luôn nha cô chú anh chị mình ha. Quỳnh thân vị trí này là nó 34 nha. Dạ. À, 34 quỳnh thân ha. Đó. Cây khế chua, cái gần chua, cây số 9 này có giá là 1.300.000 ha, mình cũng bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. 1.300.000. Dạ, 1.300.000 luôn ha. Đầy đủ. Tai chi nó đều hành ha. Rồi. Cây thuần chậu nha cô chú chứ không phải là mới vô nha chú. Cô chú thấy cái rễ nó sát ở dưới luôn. Chim dùm bị nó lội rễ. Tiếp tục là cây số 10 ha. Đấy. Cũng dòng chứ cũng dòng mà khế cô chú anh chị mình ha. Dạ. Đấy. Cây này một cốt tàn đa bác Năm ha. Cây này một cốt tàn đa cây số 10 ha. Tàn đa xòe ra một cái tàn tròn bằng trà luôn chú ơi. Ở trên nè. Phơm đa. Khế gân này rất già ha cô chú anh chị mình ha, rất là lâu năm rồi nha. À. Đây thông số chiều cao đi ha. Qua cây này quá cao. Chiều cao vị trí này mình tính nó là 119 đi ha. Dạ. Yeah. Này lượt lại ha. Giờ tàn. Rồi tàn rộng như thế này là nó 107 ha. Yeah. Đây. Cốt cành cũng đều ha cô chú anh chị mình ha. Cây này về thay khác đế thêm nha.
bây giờ mình trồng nó lúp đế dưới rồi. Dạ. À, rồi cái rất đẹp nha cô chú anh chị. Vị trí này là nó 31, hoành thân nó 31 ha. Dạ. À, 31. Cái số 10 này có giá là 1.400.000 ha, cũng bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. 1.400.000 nha. 1.400.000 ha cô chú. Cây dáng trực form tàng đa rất là đẹp. Đấy. Tiếp tục là cái số 11 ha. Đó. Cái này thì nó có hai cách chơi ha. Cái này thì cô chú anh chị mình không chịu cái tàn bay ra đây thì mình cắt đây ha. Dạ. À, rất đẹp nha. Đó. Nó hai cách, cái bệ này rất đẹp luôn. Đây, một cây khế gần chua ha. Đấy. Rồi, con luôn. Chiều cao vị trí này là nó 95 nha. Cá ngang mình khỏi đo đi ha. Dạ. Khỏi đi. Đấy. Đo quanh thân đó đi ha cô chú anh chị mình nha. Quanh thân vị trí này là nó 31 ha. 31 đúng luôn ha cô chú anh chị mình ha. Rồi cái số 11 này mình có giá là 1.300.000 nha. Cái này gì cô chú anh chị mình có thể bươi đất ra. Bươi đất ra là khai thác đế nó như thế này này, bể đế đặt luôn đây nữa. Yeah. Mình dâm nó mình không có khai thác. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là một cây khế găng nữa ha cô chú anh chị mình ha. À, cái số 12. Cô này bể đế quá dữ luôn. Đấy, số 12. Nắng cũng nhiều luôn. Đó, mình dâm nó đã lên bông có trái lai lai ha cô chú anh chị mình ha. Rồi chiều cao vị trí này là nó 84 nha. Đây có trái lai lai gai rồi đó. Rồi. Đây mình đo tổng cái hoành thân xe cổ đế nó gì thế này đi. Rồi như thế này là nó 30. Đó. Dạ. Quay một cột này. Cột giác này thì nó 17 ha cô chú anh chị mình ha. Dạ. Bởi đế rất đẹp cái nha. Cái bệt này đặt vô à, năm luôn ha. Đặt sạch luôn á. Rồi. Nó gì mình khai thác cái này mà cũng con sai lùng lực xuống. Dạ, rất đẹp luôn ha. Dạ. Rồi cái số 12 này có giá là 1.200.000 ha, cũng bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. 1.200.000 ha. Dạ. Rồi tiếp tục luôn giúp con. Rồi tiếp tục cái số 13. À. Dâm mà rễ nó xuống tới đây nè. Dạ, rễ như thế này ha cô chú anh chị mình ha. À, cây này là đế bài nha. À, giá rộng chữ C ha. Mã 13. Ờ à, mã 13. À. Mấy cây này thấy gần thấu thân cao không bác Năm ha. À, cũng lâu năm lắm mới được lắm lâu rồi. Rồi chiều cao vị trí này là nó 96 đi ha. Dạ. À, nó hai thân về mình cô chú chị mình có thể là mình cắt bỏ bớt ha. Đây. Rồi. Bề đấy để cắt đặt luôn nha. Rồi quanh thân vị trí này là nó 26 ha. Dạ. À, 26. 26. Cái số 13 này có giá là 900.000 thôi nha. 900.000 bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Đó. À. Rồi, đổi giúp con luôn. Cái nào chưa rõ liên hệ bác Năm chụp hình thêm nha quý cô chú. Tiếp tục là cây số 14 nha. Giữa trời nắng. Cây số 14 ha. Cây này một bệ mà hai thân liền ha cô chú anh chị mình ha. Đó. Hôm nay form cao cao không bác Năm ha, form cao. Cây to không? Hai thân đặc biệt nó dính nhau giúp con. Giờ dính liền luôn nha cô chú anh chị mình, không phải là thân gờ nha, đấy. Đó. Cây này độc đáo lắm chú ơi. Dạ. Cây này rất đẹp. Dạ. Rồi. Rồi chiều cao vị trí này là nó 100 ha cô chú anh chị mình ha. Có sơ tăng rộng như thế này đây là nó 45. Đấy. Dạ. Yeah. Cái này cây số 14 nha. Cái này rất lớn ha cô chú anh chị mình ha. Đó. Rồi đo ngay chỗ nó dính nhau giúp con luôn ha. Đó. À, rồi rồi. Đây. Đây là dính này là tổng thể như thế này là nó 46 nè ha. 46. Dạ. Yeah. Rồi một thằng chín thôi ha. Đây đi, thằng đứng đi. Đứng như thế này là nó 26 cô chú anh chị mình ha. Quầy đế rất đặc luôn nha. Chơi lùng được cũng được. Cây số 14 này có giá là 1.600.000 ha cô chú anh chị mình ha. Cây rất nặng nha cô chú anh chị. Mấy cái này là mình phải rút bầu hết nha cô chú anh chị mình ha. Một xếp rút ra hết. 1.600.000 thôi ha. Tiếp tục về cây số 15 nha. Đó, cây này dáng thế rất đẹp ha, nó vô tai chi hết ha cô chú anh chị mình nha. Lắc quái bác Năm ha. Có củ đế rất đẹp luôn. Cây này lắc lượng rất là đã. Cây này nó có thể cây này gì không cắt chỗ này bỏ cũng được. Dạ. Cây này nhiều cách chơi. À, nhiều lắm. Nhiều cách chơi, chơi quái, lấy cái cò quái này cũng lợi cũng được. Rồi, chiều cao vị trí này là nó 100 ha cô chú anh chị mình ha. Bỏ thằng này luôn bác Năm ha. Lấy cò quái đi. Rồi, bấm này cũng được nè. Cũng rất hay. Chị ba chi. Đó. Cái số 15.
Quỳnh phân nghêu này là nó 29 là đúng ha, 29 đúng. À, củ đế rất to ha cô chú anh chị mình ha. Đấy. Đế rất nhiều nha. Cô chú anh chị mình có chốt hay gì mình khai thác thêm lên. Cái số 15 này có giá là 1.500.000 ha, mình bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. 1.500.000 bao năm. À, 1.500.000. Cái này độc đáo. À, cái rất đẹp mình cô chú anh chị mình ha. À, à, tiếp tục là một khôi ha, một khôi chiếu thủy da đen ha. Rồi, khôi da đen. Khôi da đen ha cô chú anh chị mình ha, một này chỉ có một khôi thôi ha. Đấy. Thông số có chiều cao có cái khôi đi ha. Cái đây thì nó là 39 ha. Mình bắn khôi đi. Còn hoành thân vị trí này là nó 38. À, khôi chiếu thủy da đen ha cô chú anh chị mình ha. Để rất đẹp ha. Đó, nó cũng thần chậu hết nha. Rồi cây số 16 này có giá là 900.000 ha, bao ship toàn quốc nha. 900.000 ha. Nói chung là cây này nó bị bể trên đầu chút xíu rồi thôi nghe cô chú anh chị mình ha, còn thân là rất đặc nha. Rồi, có cắt xuống còn mà cắt thôi à. Lục lực lại. Dạ. Lại, đổi cây. Bán nha, bán nằm bán phôi. Rồi tiếp luôn năm. Tiếp tục cái số 17 cũng là một phôi chú thủy, cái này là da xanh cô chú anh chị mình ha. Này da xanh này có mặt cắt trên này dưới đây ha, nhưng mà nó không có bị mục nha. Cũng liền rồi ha. Đây, cái này cái phôi. Phôi lùng lực cô chú anh chị mình ha. Dạ, da xanh. Này da xanh. Rồi chiều cao vị trí này là nó 57 ha. Tán rộng như thế này là nó 52. Có rất lực hai cô chú anh chị mình ha. Đó, mình đã nuôi lâu nó kéo mấy mặt cắt rễ này nè. Kéo vô hết rồi ha, đang mọc rễ con ra ha. Một cốp to cái này. Quỳnh thân của vị trí này là nó 41 ha, tính dạ. 40 ha. Đấy. Rồi, cái số 17 này cũng có giá là 1.100.000 thôi, bao ship toàn quốc ha. À, 1.100.000 thôi. À. Rồi, đổi giúp con luôn. À, tiếp tục là một khôi chiếu thủy nha. Chiếu thủy da trắng này đế rất rất đẹp mấy cô chú anh chị mình ha, cây số 18. Da trắng luôn hả bác nào? À, cây này cây da trắng. À. Rồi, da trắng luôn. À, đế rất đều đẹp mấy cô chú anh chị mình ha. Đó. À. Rộng chỉ C ha, thân à. Lắc lùng lực nữa. Rồi, nó rất đẹp mấy cô chú anh chị mình nha. Thông số có chiều cao đi ha. Chiều cao vị trí này nó 40 ha. Tán rộng như thế này là 46. Đó. Cây này rộng với xe đế rất đều rất đẹp mấy cô chú anh chị. Quỳnh thân vị trí này là nó 33 ha, 33. Rồi cái cây số 18 này có giá là 1.500.000 ha, bao ship toàn quốc nha. À. Rồi, đổi giúp con luôn. À, tiếp tục là một cây chiếu thủy nha. Cái này da xanh nha. Dạ. À. Cây to đùng. Da xanh. Cây da xanh. À. Cái to rộng chữ C ha, dáng bay bay ha cô chú anh chị mình ha. Đế thì nó 24 giờ nha, đế rất đều luôn ha cô chú anh chị mình ha. Đây, nhiều bàn tay mình xè ra vậy. Đó, cây cũng thường chậu lâu năm lắm rồi. Đó. Dạ. Rồi thông số có chiều cao này ha. Chiều cao vị trí này là nó 70 ha cô chú anh chị mình ha. Dạ. Bắt 70 điểm mấy cọng dây ha. À, mới sơ. Vô mấy sơ sơ thì thôi. Rồi tán ngang thế này là nó 67 ha. Đấy. Cây này thì nó có một cái lỗ nha cô chú anh chị mình ha. Để qua đây mình chỉ cô chú anh chị mình đây có một cái lỗ bọng đây ha. Nhưng mà sỏi thành đá hết rồi nha. Đây dạ. Chỗ này đây. Đó, mình chỉ rồi đâu đó rõ ràng ha. Cây này rất to đùng nè cô chú anh chị. Rất to đùng luôn á. Quỳnh thân đi. Quỳnh thân vị trí này nó tới 56 tính 55 nha. Dạ. Đây 55. À, cây số 19 này chỉ có giá là 2.100.000 thôi ha, bao ship toàn quốc ha. À, 2.100.000 thôi cô chú anh chị mình ha. Rồi mình có ý tưởng cái cây này về mình nuôi lại ha cô chú. Cây dạ. Đế đẹp, thân lắc. À, tiếp tục là cây số 20 chú thủy nha. Ủa cây Nguyệt Quế lá sắn bông chùm ha. Đây cây này mình bứng mình nuôi nó rất lâu cũng như trong chậu ha cô chú anh chị mình ha. À, nó nằm trong cái bô như thế này. À. Lá sắn hoa chùm. À, lá sắn bông chùm em đang lên bo qua rất nhiều ha cô chú anh chị mình ha. Quá trời hoa. À, đấy. Lá sắn hoa chùm là nó xiên hoa vậy nè, nó hoa nhiều vậy nè. Đấy. Đầy chứ, đầy nụ trên cây chứ. Dạ. Cái nói chung là cây này là đặc chứ không có bị mục mọt gì hết nha cô chú anh chị mình ha, chỉ có là mấy mặt cắt thôi à. Chiều cao vị trí này là nó 48 ha. Tán rộng như thế này là nó 92 nha. Chiều cao đâu 48 chàng. Chiều cao 80. Lộn. 80. À, đây có gọng chữ C ha. Đấy, mình cũng vô một nước dây xương xương rồi ha cô chú anh chị mình ha. Ừ. Dạ. Cây thì già, cây ha bác năm ha. À, rất già. Cây này câu đi. Cây đế nôm ha. Rồi, đâu Quỳnh thân nữa đi ha. Quỳnh thân vị trí này là nó 36 luôn nha cô chú anh chị mình ha. Còn cái hoành đế thế này thì mình khỏi đo đi cũng bự rồi ha. Cô chú hình dung cũng biết rồi, bầu lớn là rễ nó mới lớn. À. Rồi cái này giá rồi là... cái 20 này mình có giá là 2.200.000 thôi ha, bao ship toàn quốc ha.
2 triệu 200 nghìn thôi. Dạ rồi, tiếp tục là cây số 21 nha. Mình chỉ có một cặp này thôi ha cô chú anh chị mình nha. Đây, cây số 21 cũng là lá sắn hoa chùm luôn. Sắn hoa chùm luôn ha, quá trời bông luôn quý chú. Đó, dòng này nó chỗ rất là xi và rất là thơm. Rồi, thông số chiều cao này ha. Dạ, chiều cao vị trí này là nó 82 ha, tăng rộng như thế này là nó 100 nha. Hoa đang lên rất nhiều ha cô chú anh chị mình ha. Dạ đấy, này cô đế nó đây. Cái này thì cái thân nó có khí khía nha cô chú anh chị mình ha, nó có khí khía. Đấy, đo dòng thân ở đây ha, dòng thân vị trí này là nó 41-40 ha cô chú anh chị mình ha, 40. Dạ rồi. Rồi cái số 21 này cũng có giá là 2.300.000 thôi nha, bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Để sổ rất đều nha. 2.300.000 bắt năm ha. 2.300.000 thôi. Dạ rồi, tiếp tục là một cây bông trang cam ha. Thần chậu nha cô chú anh chị mình ha, rất già nha. Cây trang cam cây số 22 ha, cây trang cam, cam cà rốt, cam cà rốt đây cô chú anh chị ơi. Rồi, chiều cao vị trí này nó 74 nha, tăng rộng ngang trên thế này là nó 67 ha, bông rất nhiều, nắng bị hơi héo hơi rồi. Nụ rất nhiều nha cô chú anh chị mình ha. Trang cà rốt đây, thông số đây ha. Rồi vị trí này là nó 13 nha, cây thần chậu nha cô chú anh chị mình ha, rất là già luôn nha, giờ mình khai thác đế thêm. Cây số 22 này có giá là 650.000 nha, cũng bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Số 22. Rồi, tiếp luôn. Tiếp tục với cây số 23 cũng là cây trang cà rốt nha. Cam cà rốt đây. Cam cà rốt nha cô chú anh chị mình ha, đây. Cái này mình vô cái thùng này bự lắm, thùng 16 là rồi mình cắt ra cây số 23 một cốt nha. Yeah. Trực thẳng nha cô chú anh chị mình ha. Rồi chiều cao vị trí này nó 82 nha, tăng dài như thế này là nó 79 đó. Đây, rất già cây nha cô chú anh chị mình ha. Rồi vị trí này là hoành thân nó 15 ha. Rồi cây số 23 này cũng có giá là 650.000 ha, mình cũng bao ship toàn quốc ha cô chú anh chị mình ha. Rồi tiếp tục là cây số 24 ha. Cây bông trăng da màu vàng ha, trăng vàng, trăng vàng ha, dáng siêu siêu thôi hả cô chú anh chị mình ha, đang lên bông rất nhiều nha. Đấy, cây số 24 thông số đây. Rồi chiều cao vị trí này là nó 60 ha. Dạ, tán dài như thế này là nó 75. Đấy, bông rất nhiều hả cô chú anh chị mình nha, toàn là những cây thần chậu hết nha. Rồi quanh thân của vị trí này là nó 12 ha. Dạ. Rồi cây số 24 này cũng có cái giá là 650.000 thôi ha. Cây này cũng là cây cuối clip ha, Năm Hiền cũng chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị ha, có xem qua clip ủng hộ dùm cho Năm Hiền. Năm Hiền thành thật cảm ơn trước ha, xin kính chào. Dạ rồi, con chào bác Năm, con cũng kính chào quý cô chú anh chị và các bạn, hẹn gặp lại những clip tiếp theo.